công chúa Disney nhưng ở phiên bản trong thế giới của Shrek. Không ít lần, các nàng công chúa nhà chuột đã xuất hiện cùng nhau để làm cameo, thậm chí là trong Wreck-It Ralph, cảnh phim bao gồm các nàng công chúa nổi tiếng trở nên viral và phủ sóng một thời gian dài. Nhưng có thể bạn không biết, trong Shrek cũng có các lần các nàng công chúa cùng nhau xuất hiện nhưng là để giải cứu chú chằn tinh màu xanh. Đội ngũ giải cứu bao gồm công chúa Fiona, mẹ của nàng, nữ hoàng Lillian, Cinderella, Rapunzel, người đẹp ngủ trong rừng và thậm chí cả Doris, bà chị kế của Cinderella. Họ đều là những người bạn thân của công chúa Fiona ở vương quốc Far Far Away. Cuộc tấn công vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều dùng năng lực của bản thân để tiến vào lâu đài, nhưng cuối cùng các nàng vẫn bị bắt vì sự phản bội của Rapunzel.